Sinh thời Bác Hồ đã căn dặn cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như tử mẫu. 60 năm qua, lời dạy của Bác luôn thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên ngành y tế Vĩnh Phúc. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành y tế Vĩnh Phúc đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển. Cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư theo hướng ngày càng đầy đủ hơn theo quy định. Đến nay, tổ chức bộ máy của ngành y tế tỉnh được củng cố kiện toàn từ tuyến tỉnh đến y tế cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 19 đơn vị y tế tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, 8 phòng khám đa khoa khu vực và 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh cũng từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. Trong đó có 778 bác sĩ, đạt 7,5 bác sĩ trên 1 vạn dân, 63 thạc sĩ, 199 bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và 20 bác sĩ chuyên khoa cấp 2. 88% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành y tế Vĩnh Phúc thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm như dịch cúm AH5N6, cúm AH7N9 ở người, bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, bệnh tay chân miệng và bệnh sởi. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, số vụ dịch nhỏ lẻ xảy ra trên địa bàn có chiều hướng giảm và đều được phát hiện sớm, khống chế kịp thời. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt hiệu quả cao, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine đạt 98,5%, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván đạt 99,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 11,2%. Các chương trình y tế khác đều được triển khai thực hiện, đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc cải thiện và nâng cao tình trạng sức khỏe của nhân dân trong tỉnh. Công tác y tế dự phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của y tế. Bên cạnh việc nâng cao công tác điều trị, thì công tác y tế dự phòng đã được thực hiện xuyên suốt trong quá trình phát triển của ngành y tế Việt Nam. Cho nên là chúng tôi xác định được cái nhiệm vụ đó, cho nên là trong cái suốt cái thời gian qua, trong quá trình phát triển của ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho đến nay, thì phải nói là với sự nỗ lực của cán bộ công nhân y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã phấn đấu hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao trong 11 nhiệm vụ. Nhưng mà trong những 11 cái nhiệm vụ được giao thì phải nổi bật nhất trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của đơn vị, đó là hai cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và chương trình thực hiện các chương trình y tế mục tiêu quốc gia. Thế về chương trình về công tác phòng chống dịch thì phải nói là trong suốt cái thời gian qua thì trong đó có 14 bệnh trên 28 bệnh gây dịch theo quy định của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh, thì trong suốt cái thời gian qua thì chúng tôi đã thực hiện tốt công tác giám sát và phát hiện sớm và khống chế không để dịch lan rộng và giảm tỷ lệ mắc và chết thấp nhất cho đến bệnh dịch gây ra, và đã góp phần to lớn vào trong công tác phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Cùng với đó, hệ thống khám chữa bệnh tiếp tục được đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị y tế và đào tạo cán bộ. Chất lượng chuyên môn kỹ thuật ngày càng được nâng cao, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công trong các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và giảm chi phí trong điều trị. Việc nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh được các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Là bệnh viện tuyến tỉnh, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để thực hiện tốt lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu, thì bệnh viện đã có những cái chương trình kế hoạch cụ thể đặt ra để phục vụ tốt và chăm sóc người bệnh. Trong đó có công tác về quy tắc ứng xử của cán bộ nhân viên y tế và người lao động đối với người bệnh theo thông tư 07/2014 của Bộ Y tế ban hành, thì bệnh viện đặc biệt chú trọng và đưa cái công tác
về quy tắc ứng xử lên hàng đầu. Cụ thể là ngay từ đầu năm, bệnh viện đã có những cái chương trình quán triệt đến tất cả cán bộ công nhân viên về những cái quy tắc ứng xử của cán bộ y tế nhân viên đối với người bệnh. Bệnh viện đã giao về tới tận các khoa phòng để lên cái kế hoạch thực hiện cái quy tắc ứng xử tại cái đơn vị của các khoa phòng, và bệnh viện cũng có những cái kế hoạch để thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện cái quy tắc ứng xử theo cái thông tư 07/2014 của Bộ Y tế, và hàng quý, hàng nửa năm bệnh viện đều có cái chương trình sơ kết và tổng kết về việc thực hiện cái quy tắc ứng xử của cán bộ y tế đối với người bệnh. Việc nâng cao trình độ chuyên môn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng với thái độ tận tụy phục vụ nhân dân, hết lòng, hết sức chăm sóc, cứu chữa người bệnh đã nâng cao được chất lượng điều trị bệnh và tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Từ đó góp phần tô thêm truyền thống cao đẹp của ngành y tế tỉnh nhà. Sau khi mà tôi bị bệnh thì vào được điều trị ở tại bệnh viện khoa trung tâm khu vực Đa khoa Phúc Yên, thì vào đây thì thấy sự quan tâm của đối với các bác sĩ ở trong khoa cũng rất là nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân, thường xuyên thăm hỏi bệnh nhân sáng, chiều và tối. Đối với các y bác sĩ thì là đều là cũng rất nhiệt tình phục vụ, kể cả về lời ăn tiếng nói, kể cả về những cái lúc phục vụ để mà tiêm phục vụ cho bệnh nhân, thì tôi cảm thấy đây là một cái bệnh viện coi như thế là có tính chất nhân văn, có tính chất đối với lại coi như bệnh nhân và luôn luôn động viên bệnh nhân trong lúc ốm đau bệnh tật. Để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho nhân dân, ngành y tế Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt phương châm kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Phát triển tủ thuốc xanh gia đình tại cộng đồng, sưu tầm nhiều bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, áp dụng rộng rãi trong khám chữa bệnh cho nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống của nền y học Việt Nam. Xác định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho tuyến y tế cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 50 trên 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn Bộ Y tế Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại tuyến y tế cơ sở luôn khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Là cái tuyến y tế cơ sở và cũng là cái nơi đầu tiên tiếp xúc người bệnh, thì trạm y tế thị trấn Tổ Tam đã luôn khắc phục các cái khó khăn, như là khó khăn về nhân lực, khó khăn về trang thiết bị để phục vụ tốt cái công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thì trong các năm qua, chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác đào tạo về nhân lực, như là động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Cái thứ hai là tham mưu cho trung tâm y tế, như là chính quyền địa phương, xây dựng về cái cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ở tại trạm thì chúng tôi luôn luôn là quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên chấp hành nghiêm các cái quy định về y đức, cũng như là về cái nguyên tắc ứng xử với người bệnh. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, trong 60 năm qua đã có nhiều tấm gương y bác sĩ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực, kiến thức chuyên môn, làm tròn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội. Với lương tâm và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, sự đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng khoa xét nghiệm HIV kiêm trưởng khoa giám sát HIV/AIDS, trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã trở thành điểm tựa cho những bệnh nhân HIV/AIDS có tinh thần lạc quan hơn, vươn lên trong cuộc sống. Hơn 7 năm gắn bó với công tác xét nghiệm HIV/AIDS, qua trò chuyện, bác sĩ giải thích rõ về các đường lây truyền, không lây truyền HIV/AIDS để họ yên tâm và tự nguyện làm xét nghiệm HIV/AIDS. Đối với những trường hợp sau khi xét nghiệm có kết quả khẳng định HIV dương tính, bác sĩ đã tận tình hướng dẫn, giới thiệu họ đến các dịch vụ chăm sóc, điều trị để họ được tiếp cận điều trị sớm nhất. Sau mỗi phút giây bệnh nhân chia sẻ, chị lại dành cho mình những trăn trở và suy tư. Làm thế nào để giúp đỡ họ trở lại với cộng đồng? Làm thế nào để họ tìm lại chính mình? Với chị Hằng, ai cũng có thể làm theo lời Bác. Với suy nghĩ của mình, chỉ một cái suy nghĩ rất là đơn giản là nỗ lực hết bản thân của mình
để làm sao đem lại được cái sự giúp đỡ của mình cho cộng đồng. Bởi vì thực ra là ngoài cộng đồng ấy, có thể là mọi người không làm được công tác xã hội, các anh chị cũng không gặp những cái người mà có hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà mình đi mình làm thì có những người thì rất là khó khăn và người ta rất là tự ti. Vậy thì làm sao mà mình có thể đem cái sức lực của mình để hỗ trợ giúp đỡ cho người ta? Có những người mà người ta không cần sự giúp đỡ nữa rồi thì người ta cũng không cần đến mình. Chỉ những người trong cái đối tượng khách hàng của mình thì người ta rất cần đến mình. Thì mình đã đến với người ta bằng tất cả bằng sự là chân thành, nhiệt tình của mình mà thôi. Thì mình nghĩ là những cái việc như vậy thôi cũng đã là học tập theo tấm gương đạo đức chính rồi. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 65 năm qua, ngành y tế Vĩnh Phúc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý. Để thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, năm 2015, ngành y tế Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2015, toàn ngành y tế tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành và của các đơn vị trực thuộc, đổi mới tư duy, lấy người bệnh và sức khỏe người bệnh làm trung tâm, tất cả vì sức khỏe người bệnh, vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kỹ thuật trên cơ sở, nâng cao y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ thầy thuốc, tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ để hoạt động phòng bệnh và khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu. Trong thời gian tới, các thế hệ thầy thuốc của tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện y đức, chuyên môn, phấn đấu để trở thành những thầy thuốc giỏi trong từng lĩnh vực, từng chuyên ngành, để góp phần đưa ngành y tế tỉnh nhà ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.